Em Ri xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì gia đình chúng ta thấy bên tay trái mình quận 3, nhưng mà bên tay phải mình lại là quận 1. Ở đây đường Nguyễn Thị Minh Khai thì cũng là ranh giới giữa hai quận. Đây thì nhìn phở nhà khoai. Chuyên về phở gà, bún thang, chuẩn bị Hà Nội. Thì mình đây là thấy là cả cái là hợp tác xã thương mại Đô Thành luôn. Nào, hợp tác xã để mở ra cái hệ thống phở. Thì mình thấy là khách đây thì cũng khá là vắng. Tại vì nhìn tiệm phở mà gần như là rất là ít khách. Đặc biệt là những cái phở gà này thì mình thấy đó là người ta không chuộng bằng phở bò. Rồi đấy, thì những cái mặt tiền kinh doanh như thế này thì mà mở ra kinh doanh với một hợp tác xã thì cũng gọi là có tên tuổi, nhưng mà với cái lượng khách le hoe như thế này thì có lẽ là cũng phải chịu trận. Thì ở đây thì cũng như là về kinh doanh mà nguyên một hệ thống thì người ta cũng tính tới rồi cái gồng lỗ, khả năng gồng lỗ của người ta, cho nên là mình thấy là chuyện này thì chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đối với những cái cô chú mà kinh doanh riêng lẻ, gọi là một thân một mình đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình nên đó, mà gặp cái tình trạng mà nó vắng ế chỗ này ngay chỗ mặt tiền kinh doanh nữa thì có đây là một cái nguy cơ rất là nguy luôn. Đó thì mình thấy đó, hai cái hình thái khác nhau. Bây giờ đồng hồ của em Ri cũng là 9 giờ 25 phút rồi. Em xin mời gia đình chúng ta sẽ cùng em tham quan khu vực này. Chạy xung quanh đây thì mình thấy là ra quận nhất, ngay chỗ trung tâm quận nhất đây. Đây bên tay phải của Ri là phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 rồi. Đó thì cũng có nhiều cái gọi là hàng ăn, gọi là ăn vặt không à, xôi, chè, bánh bao, đủ kiểu luôn. Mình thấy đó, khu quận nhất thì có một lượng khu vực bên đây thì những cái tòa nhà văn phòng có rất là nhiều công ty. Thì ở đây thì mình sẽ thấy điều là nhân viên văn phòng rất là nhiều. Nhưng mà nhân viên văn phòng ngày xưa thì cũng sang chảnh, sáng ra thì ngồi ăn phở, ngồi hủ tiếu. Nhưng mà nhân viên văn phòng bây giờ thì cũng khó khăn trồng chất, bao nhiêu cái phải lo. Đó thì cũng phải là chấp nhận với cái việc mà ăn sáng vỉa hè, ăn nhanh, ăn vặt như là xôi, bánh bao, bánh mì. Đó thì mình thấy đó được một cái điều cũng rất là đáng buồn cho cái hiện trạng kinh tế hiện tại. Nó thì càng nhiều cái hàng ăn vặt mà xuất hiện như bún xào chay đấy, nhiều hàng ăn vặt mà xuất hiện tại cái khu vực, cái chỗ trung tâm quận nhất thì mình thấy là cái thu nhập của bà con cũng rất là khó khăn. Nếu mà thu nhập của bà con tốt, cuộc sống còn làm gành đào thì có lẽ là sẽ không xuất hiện những cái quán xôi mà như là xôi 12 ca, xôi sầu riêng, xôi lá cẩm đó. Thấy là sữa đậu nành rồi đầy luôn nè. Nếu mà kinh tế ngon là cành đào, chị anh chị em văn phòng thu nhập ok thì những cái tháng hàng rong này sẽ ít mọc ra. Tại vì mọc ra thì vắng, ít ai ăn uống gì hết, cho nên là bán ế thời gian này cũng tự dẹp tự nghỉ thôi. Còn bây giờ thì kinh tế khó khăn rồi, cho nên là mình sẽ thấy được một cái hiện trạng, một cái hiện tại, đó là cuộc sống của bà con khó khăn rất là nhiều. Thành thử ra là sẽ chọn cái ăn vặt, ăn vỉa hè nhiều. Thành thử ra cái quán xung quanh đây thì cũng gọi là mọc lên nhan nhản luôn. Đây là một cái tình hình chung mà chúng ta thấy được. Trước mặt của Ri thì thấy là khá là nhiều anh chị em chạy xe công nghệ tập trung khu vực này. Ngay dưới đây thì ngã tư của Nguyễn Thị Minh Khai và Khống Quỳnh. Đó thì em thấy đây, quá trời luôn. Đó thì nhiều anh chị em tập trung ở đây thì có một cái bệnh viện rất là lớn, đó là bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Đó thì đây thì nhiều nè, các chú lớn tuổi cũng có nè, rồi các bạn trẻ, đa số là các bạn trẻ cũng hành nghề con xe ôm công nghệ rất là nhiều luôn. Thì đây cũng là một điều gọi là nhức nhối, trong khi các bạn là những cái người gọi là sức lao động, gọi là dồi dào và cường tráng. Đó thì làm ra sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì phải ngồi là gọi là ở trong cái tâm thế là chịu trận, rồi ngồi mà để mà coi là chạy xe ôm công nghệ qua ngày. Đó thì mình thấy là rất là buồn luôn, tại vì chạy xe ôm cũng là một cái ngành dịch vụ, mà một ngành dịch vụ khá là gọi là bèo nhèo, có nói là không tạo ra nhiều của cải vật chất, cho nên là thành ra thì nhìn nó cũng rất là buồn, rất là hẻo. Trong khi mà nếu mà các bạn là có những bạn là cử nhân, có những bạn là cao đẳng, nhiều khi có những bạn là thạc sĩ ra luôn, nhưng mà trong giai đoạn này coi như là ham học quá, học suốt rồi giờ buông ra cái là có cái bằng rồi, nhưng mà việc làm thì không có. Rồi đây tới tháng 6 này nữa, tháng 6 này thì
có mấy ngàn gọi là sinh viên ra trường, tân sinh viên gọi là nữa, tân cử nhân, tân kỹ sư ra trường nữa, thì không biết là sẽ giải quyết như thế nào. Đó thì mình thấy khó khăn bây giờ là việc làm nó đã ít rồi, đã vắng rồi, xin không được việc làm. Thì một cái lượng lớn, mỗi năm có một cái lượng lớn sinh viên ra trường nữa thì không biết sẽ dẫn đến một cái hệ lụy như thế nào. Trong khi là mình thấy bây giờ là có nhiều anh chị gọi là có kinh nghiệm, gọi là cũng 5-7 năm làm việc, cũng là trình độ cử nhân, nhưng mà bây giờ cũng phải thất nghiệp, không tìm được việc làm. Đó thì mình thấy đó. Rồi bây giờ là những cái lớp đàn em gọi là mới ra trường, kinh nghiệm chưa có nữa, thì không biết sẽ xin việc như thế nào luôn. Đây cũng là một cái bài toán rất là đau đầu cho các bạn, và cũng đây là một cái nỗi niềm lo chung cho các bạn khi mà tình hình kinh tế khó khăn, gặp những cái hoàn cảnh như thế này thì không biết sao. Đây là ngay chỗ cổng ha, của bệnh viện Từ Dũ, quanh cái cổng Nguyễn Thị Minh Khai. Có hai cổng, Nguyễn Thị Minh Khai và cổng Bình Minh Khai, thì thấy sáng này cũng rất là đông ha. Các anh chị gọi là chạy xe ôm rồi taxi nè, rồi kể cả là cái người nhà, người ta gọi là người thân đưa những cái người chị bầu rồi em bé rồi đi khám bệnh, thì ở đây mình thấy tập trung rất là đông luôn. Đó thì nhìn chung là không riêng về các bệnh viện phụ sản đâu, mà gần như là tất cả các bệnh viện hiện tại thì theo nghiên cứu thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam chúng ta thì có tăng, nhưng mà cái thời gian sống chung với bệnh tật lại kéo dài. Đây cũng là một cái nỗi buồn mà thấy được trong cái thời điểm hiện tại. Đó thì bệnh tật mà kéo dài là thấy mệt rồi. Bệnh tật kéo dài thì lao động phụ còn đỡ, còn lao động chính mà bệnh tật kéo dài thì mình thấy là những cái hoàn cảnh nó khó khăn vô cùng, nó éo le luôn. Đang là trong cái hoàn cảnh kinh tế khá giả mà lao động chính mà bệnh tật kéo dài, cái là dẫn đến một cái hiện tượng là gia đình càng ngày là dẫn đến một cái điều là càng lâu dần thì kinh tế kiệt quệ. Và kinh tế kiệt quệ thì mình thấy đó, nhiều cái bệnh viện bây giờ có nhiều mạnh thường quân người ta phát cơm từ thiện rất là nhiều mỗi ngày luôn, và phải xếp hàng hàng giờ đồng hồ để chi, để xin được một cái hộp cơm từ thiện để mà ăn, để mà no, lấy sức để mà chăm sóc người nhà mình đang gọi là trong cơn bệnh hoạn. Thấy là khó khăn chồng rất khó khăn luôn, đâu có ngờ bị rơi những hoàn cảnh này đó. Mặt tiền kinh doanh chỗ Nguyễn Thị Minh Khai và đoạn gần chỗ Tôn Thất Tùng đấy, một cái vị trí quá đẹp luôn, mà bây giờ mình thấy đó, kể cả cell phone cũng đặt ở đây nữa nè, mà bây giờ kế bên đây lại không cho thuê được. Cell phone mà đặt ở đâu thì họ nghiên cứu thị trường cũng rất là nhiều, cho nên là khi mình thấy là những cái hệ thống mà ông lớn như thế này á, coi như là bây giờ mình thấy hoàn cảnh rồi, tua tơi tả hết trơn rồi. Cho nên là mình sẽ thấy được những cái hoàn cảnh như anh bảo vệ là sáng không có khách, cho nên là cũng ngủ gục lên gục xuống luôn. Đó là thấy rất là buồn. Đó rồi là nhìn mà mình sáng sáng đi làm, mà sáng là một cái thời gian rất là quan trọng ha. Kinh doanh ta gọi là sáng ra mặt ngoài phải tươi tắn, rồi hàng quá phải bung ra, phải làm đủ kiểu gọi là khai đao đó, để ngon lành cành đào, mà sáng ra mà thấy ngủ gục là thấy thua rồi. Nhưng mà bây giờ do là khách vắng quá, có khách đi ra đi vô đồ thì còn đỡ một xíu, còn bây giờ mà cứ ngồi nguyên một buổi mà không có khách nào hết trơn, cho nên là còn mắt nó liêm diêm, nó trùng xuống là cái chuyện đương nhiên, cái chuyện đó là phải có rồi đó. Mình thấy cũng rất là tội cho các anh bảo vệ, bởi vì làm có khách thì cũng mệt, mà không có khách cũng mệt, có khách nhiều quá thì làm riết cũng đuối, mà không có khách đó, thì ngồi gật lên gục xuống nó cũng đuối luôn. Đây thì ngã tư của Tôn Đức Tùng và Nguyễn Thị Minh Khai, ngã ba, xin lỗi gia đình, chúng ta sẽ đi thẳng luôn, bên kia là cái hẻm đó. Thì những cái đơn vị mà gọi là kinh doanh về điện thoại di động rồi tập trung ở đây rất là nhiều, khu vực này rất là sầm uất đó. Nhưng mà bây giờ thì tình hình cũng rất là tình hình khó khăn, thì cũng rất là khó khăn. Bên kia đường nguyên một cái tòa nhà lớn luôn để cho thuê đó. Đó mình thấy đó, coi như là khu vực gọi là sáu bảnh sáu chẳng như thế này, mà từ những cái mặt bằng nhỏ, mặt bằng vừa đến những cái mặt bằng gọi là chà bá lửa luôn, thì cũng gọi là khó khăn. Đây thì cái tiệm gọi là điện nước ha. Khu vực đây gọi là có một cái tiệm điện nước là hiếm rồi, tại vì mặt bằng đây khá là cao, khá là mắc. Đó là cái tiệm này gọi là cũng có từ xưa tới giờ luôn, chứ giờ mà gọi là mặt bằng nhà đó, người ta làm trước giờ chứ giờ mà thuê mà mở ra làm là chắc không có ăn chứ, mà mặt bằng nhà mở ra trước giờ đó. Mà đến bây giờ mình thấy một cái hiện tượng là sao nó cũng quắn tẻo tèo teo à. Đó thì đây cũng một điều đáng buồn rồi. Đây là cho thuê nhà nữa, cái mặt bằng rộng bên mang luôn 4 mét bề ngang ha,
ngay chỗ trung tâm quận nhất này mà có bề mặt bằng mà bề ngang 4 mét là ngon lành cành đào rồi, là quá đã rồi đó. Nhưng mà kinh doanh bây giờ cũng vua luôn đó, quá trời luôn đó. Thì nhìn chung là tình hình bây giờ coi như là khó khăn đủ kiểu luôn ha, quá trời vắng vẻ, đi đâu cũng thấy những cái điều gọi là buồn hiểu buồn hiu. Bây giờ thì mong mỏi một cái gì đó là nó sung trụ, nó ngon lành cành đào, nó gọi là rần rần rộ rộ, nhưng mà rất là khó. Mình thấy đi tới đâu cũng vậy hết, những cái thước phim của Ri là những cái thước phim thực tế, không có cắt ghép, không có dựng cảnh tạo cảnh gì hết. Nhưng mà đi trên đường ngẫu nhiên mình gặp cái gì thì mình nói đó, gặp đông thì nói đông, gặp vắng thì nói vắng, gặp vui thì nói vui, gặp buồn thì nói buồn thôi, chứ mình không có dựng cái cảnh. Cho nên là mình thấy là nhìn vô đây những cái này, những cái mặt bằng này ngon lành cành đào mà giờ chả thấy gì luôn ha. Đó thì mình không có dựng cảnh, cho nên là bây giờ mà có nhiều anh chị em nói là Ri ơi, kiếm cái chỗ nào sung trụ mà quay đi, bây giờ không biết quay chỗ nào sung trụ luôn. Thật sự mà nói bây giờ là kể cả những cái khu như là Tên Lửa rồi nè, đi cũng chạy qua khi quay ban đêm rồi ban ngày cũng có luôn, mà nó cũng vắng tẻo tèo teo rồi. Khu gọi là Trung Sơn nè, rồi khu Miếu Nổi nè, những cái khu ăn chơi đó, rồi cái khu Bắc Hải, Tư Sáu Bắc Hải nè, những khu ăn chơi cà phê rồi ngày xưa là gần gần gỗ gỗ luôn đó. Nhưng mà bây giờ mình đến mình thấy nó cũng teo xèo và teo héo cho nên là bây giờ nhiều anh chị nói là Ri ơi, giờ kiếm cái chỗ nào sung trụ để mà quay đi, quay sao cho nó ngon lành cành đào. Bây giờ Ri cũng không biết nữa, bây giờ mà nếu mà sung trụ mà ngon lành cành đào thì chỉ có còn một cách thôi, đó là Ri cắt ghép, ghi lại một cái đoạn này, một cái góc này nó sum tụ ghi quay, xong rồi ghi cắt, rồi chạy lại kiếm một tìm một góc nào đó nó sum tụ nó ghi quay rồi ghi cắt, rồi ghi dựng lên một cái hình ảnh đó thì nó mới sung được. Chứ bây giờ mà đi những cái hình ảnh thực tế như vậy thì không biết sung rồi không biết quay làm sao luôn. Đó thì cũng rất là khó, mà dựng clip lên đó thì rất là nguy hiểm, tại vì dựng clip lên là quay, là quay nghĩ là quay sai sự thật, rồi mà nói là mình dựng clip để câu like câu view rồi đó, thì nhiều khi là dẫn đến một cái hệ lụy nó rất là bất ổn. Cho nên là những cái đó thì phải có là những người mà chuyên nghiệp người ta mới làm được, còn phải có đạo diễn rồi phải có đủ thứ hết trơn. Còn nếu mà tự ý mình làm, mình không phải là nhà chuyên nghiệp, thì nhiều khi mình làm vậy là mình gạt người xem, rồi mình gây những cái điều mà không đúng không thật thì cũng rất là phiền, nó ảnh hưởng đến pháp luật, cho nên là Ri cũng không dám làm những điều đó. Đó thì cứ đi trên đường bình thường thôi, review cuộc sống của bà con hàng ngày đó, thì thấy xe chạy đường đông thì mình nói là đông thôi, đó tấp nập về xe cộ, mà kinh doanh buôn bán thì nó chậm và có nhiều mặt bằng gọi là đóng cửa cho thuê, do là bây giờ người ta kinh doanh không được, thì đó là những cái thực tế, cái hiện trạng mà cuộc sống hàng ngày thôi. Đó thì điều rất là bình thường, cuộc sống gọi là quanh ta mà, đó thì như vậy nó sẽ dễ hơn. Đó thì cả nhà mình cũng thông cảm cho Ri, những thứ phim của Ri là không cắt ghép. Đó thì một cái mà tiêu chí mà Ri muốn làm để gửi một cái thông điệp mà để gửi đến gia đình chúng ta. Thì cái đoạn này thì ngay ra từ chỗ Nguyễn Thị Minh Khai này chạy đến là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng 8. Cho nên là đến đoạn này thì cả nhà mình sẽ thấy một điều là khu vực ở đây bây giờ coi như là ngay ngã tư này, đèn xanh đèn đỏ phía trước đó, làm cái lượng xe nó ùn ứ và nó chậm lại chứ không phải kẹt xe. Hiện tại thì ngay chỗ đoạn khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai này thì không có kẹt xe, mà chỉ là bị ùn ứ và phương tiện lưu thông bị chậm cục bộ ở cái đoạn mà đèn xanh đèn đỏ Cách Mạng Tháng 8 của Nguyễn Thị Minh Khai thôi. Ở đây thì trước đây thì công ty văn phòng rất là nhiều, có những cái quán hệ thống karaoke night, mình thấy là ngày xưa hệ thống karaoke night thì ban ngày thì ít, nhưng mà khoảng buổi xế chiều hoặc là buổi tối thì rất là đông luôn, nhiều khi là phải đặt phòng trước vào không có phòng, thời đó làm ăn ngon lắm. Còn bây giờ thì do nhiều cái giới trẻ người ta không có chuộng cái mô hình này nữa, cho nên là karaoke bây giờ không có chuộng, không ngủ nhau, ngày xưa hay ngủ nhau tập trung karaoke rồi bây giờ thì ít. Với phần nữa là đợt rồi là cái vụ mà cháy ở mấy năm trước, cháy ở Đồng Nai, vụ cháy quán karaoke, cho nên người ta cũng sợ nhiều cái nữa. Dần dần thì dẫn đến một cái điều là bây giờ thì coi như là cái mô hình kinh doanh về karaoke thì không có được cái trẻ chuộng như ngày xưa, cho nên gia đình chúng ta sẽ thấy một cái điều là nó vắng và nó chậm hơn rất là nhiều. Thậm chí là
ri thấy luôn ở khu vực mà có những anh chị người ta gọi là có những cái mà nhà mà karaoke đó, ngày xưa mở rồi đó, là bây giờ người ta bỏ luôn đó, thì cho thuê không có người thuê, bây giờ người ta bán luôn cái nhà đó đó. Thì mình thấy là bây giờ là tại sao lại bán, tại vì mình hiểu một cái điều là các cô các chú các anh chị đó thấy là bây giờ nó không có ngon ăn nữa, và người ta sẵn sàng người ta cắt lỗ để người ta làm cái khác đó. Thì do là vốn mạnh, điều kiện có nhiều cái cho nên là sẵn sàng cắt lỗ, còn như vốn ít, điều kiện không có, nhiều khi là có những người thì ra chỉ nhà đã có một quán karaoke thôi, bây giờ dẹp luôn coi như là mất hết luôn rồi lấy sao làm lại, thì đủ kiểu khó khăn trăm bề, cho nên là bắt buộc phải ôm. Thì cũng tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện của mỗi người đó. Thì ở đây thì không có đúng không có sai, mà mỗi người có một cái phương án khác nhau đó. Đây thì ngay chỗ ngã tư của Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng 8, gia đình chúng ta thấy là ở đây đèn xanh đèn đỏ thì cấm rẽ trái ha, cấm rẽ trái đâu từ 6 giờ sáng tới 22 giờ đêm đó. Từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, nếu mà gia đình chúng ta mà nhiều khi ít qua đoạn này á, thì mình rẽ trái cái là vô tình mình phạm luật giao thông rồi, cho nên mình bị phạt. Và bây giờ là cũng chỉ là phạt trực tiếp, các anh chị nó có cảnh sát giao thông phạt trực tiếp đâu, mà giờ Sài Gòn chúng ta thì phạt nguội cũng rất là nhiều nữa, thì các anh sẽ phạt qua cái hình ảnh camera. Cho nên là các anh chị thì lưu ý khi mà đi trên đường, đặc biệt là vào những khu trung tâm, thì chúng ta chú ý quan sát cái bảng mà điều khiển giao thông, hướng dẫn giao thông. Ví dụ như cái bảng đây, ngay chỗ cái đường Xuân Việt Anh đây, có bảng là cấm xe hơi nè, rẽ phải từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ tới 20 giờ. Đó thì nếu mà ít vào, chúng ta thấy là cái đường đây ngon lành, cành đào rộng mênh mang luôn. Thì vào khung giờ là 6 giờ đến 9 giờ mình rẽ vô một cái là coi như là xong rồi, mình đã phạm luật giao thông rồi. Đó nên rất là khó khăn ha. Đó thì chú ý cái bảng đường đi thì đa số là xe hơi sẽ bị cấm nhiều hơn xe mà cứng bán. Đó đây là gia đình chúng ta thấy này. Quá trời cái tòa nhà này luôn nè. Cũng gọi là cho thuê bấy bá luôn, dán cái bảng này giống như là gọi là không biết làm sao nữa, phim kinh dị luôn á. Đó. Đó thì ở đây thì đường Xuân Nguyệt Anh đây, gia đình chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều du khách nữ ha, khách Tây là đi bên đây đây quá trời luôn, không kịp rồi, đi định chụp hình lại mà không kịp. Đó thì mình thấy đó, cũng rất là khó khăn trong cái giai đoạn này, kinh doanh gọi là eo xèo đủ kiểu rồi đó. Thì để đi sẽ đi xích vào cho gia đình chúng ta thấy được là tình hình ở đây thì như thế nào ha. Ngay chỗ đoạn đường Xuân Nguyệt Anh này, Xuân Nguyệt Anh này nổi tiếng nhất là khu vực ở đây gọi là khách sạn rất là nhiều, nhà hàng khách sạn, gọi là cái khu vực văn phòng công ty, rồi tòa nhà văn phòng cho thuê rồi rất là nhiều luôn. Khu vực này rất là nổi tiếng về cái lĩnh vực này. Nói thì đây thì cả nhà mình thấy này, quá trời luôn ha. Đó thì nhìn con đường rất là đẹp, xe máy thì cũng ít vào, đa số thì mình thấy là ở đây thì những cái khách sạn lớn thì người ta chủ yếu là đi xe taxi, đi đồ người ta tới, xe hơi nó đến không à. Đó thì đây là những cái thẩm mỹ viện rồi nè, cao cấp, phòng khám chuyên khoa rồi, thì đa số là ít ai sử dụng xe gắn máy, cho nên là đoạn này mình thấy khá là im đềm luôn. Và khi mà trong giờ làm này thì xe di chuyển đây cũng ít nữa. Đó thì nhìn cây xanh bóng mát, đường quá đã quá ngon. Quán cà phê đây thấy quá trời rộng luôn. Nhưng mà bây giờ có một cái vấn đề là nó cũng có vài ba khách le hoe rất là chậm, thì dẫn đến một cái điều đó là kinh doanh của bà con bây giờ phải nói mặt bằng đây thì giá trên mây trên trời, mà làm ăn thì coi như là nó lèo xèo lẹt ẹt như vậy, cho nên là cũng rất là mệt luôn. Coi như là trong cái giai đoạn này thì đa số luôn phải gồng mình hết để mà vượt qua những cái hoàn cảnh như thế này. Đây cả nhà mình thấy là nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn đó. Thì đi đây, khu đây thì đa số luôn văn phòng công ty, rồi những cái tòa nhà lớn, cho nên là mình sẽ thấy là đặc biệt luôn là cái đoạn đường Xuân Nguyệt Anh này, cả nhà mình sẽ thấy một cái điều luôn là hàng rong rất ít đó, bán vỉa hè hàng rong rất là ít luôn, rất là hiếm, gần như là để giữ cho một cái nét đẹp, một cái văn minh tại cái khu vực đường Xuân Nguyệt Anh này thì người ta gọi là hạn chế đi cái việc hàng rong bán rồi dài dài đây đó. Mình thấy là khu vực này gần như là sạch ha, xanh sạch đẹp đó, thì ít hàng rong đó, thì nhìn nó thanh bình, kể cả những cái
anh trại xe ôm công nghệ đó, anh thấy là cũng khá là vắng, khá là ế. Cái anh cũng ngồi gọi là vừa ngồi vừa nằm đủ kiểu luôn đó, thì coi như là chờ, gọi là chờ xuống rụng rồi đó. Đó, mình phải là chạy đảo vòng này đảo vòng kia để mà tìm khách, xe công nghệ mà. Còn bây giờ nằm ở chỗ mà đợi mà app nó nổ, có thì nổ, không có thì thôi, không có chủ động được, cho nên là sẽ dẫn đến một cái điều gọi là giống như một cái gọi là chờ xuống rụng. Mà người Hoa người ta có một cái câu tục ngữ, ngọ nói cho liền nghe, mà cái gì mà trên trời mà nó rơi xuống là chỉ có nước mưa và ấy của con chim thôi đó. Cho nên là mình thấy là không có gì mà tự nhiên mà trên trời rơi xuống hết, tất cả chúng ta cũng cần phải nỗ lực và có trách nhiệm trong cuộc sống của mình. Mặc dù là ngành nghề nào thì chúng ta phải nỗ lực hết mình, và thứ nhất là để có thể làm tốt cái công việc mình đang làm, và thứ hai là có một cơ hội nào đó để phát triển, để vươn lên đó. Thì ở đây thì thấy có một cái xe cháu lồng đây, là hiếm hoi có những cái hàng rong đây ha, từ đầu đường tới cuối đường luôn đó. Thì clip MG đến đây thì cũng xin tạm dừng. MG cũng xin chân thành cảm ơn đại danh mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.